Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 27 tháng 2. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ trước khi liên tiếp đón không khí lạnh. Đường đi cửa khẩu Cầu Treo lại tê liệt hoàn toàn do mưa kéo dài. Trung Quốc, động đất lớn 5,8 độ Richter làm rung chuyển Tân Cương. Thưa quý vị, sau những ngày cuối tuần mưa rét, nhiệt độ miền Bắc tăng nhẹ trước khi đón không khí lạnh. Nhưng những đợt không khí lạnh ở thời điểm này thường có sự thay đổi liên tục, ít ổn định như giữa mùa đông. Vậy trong những ngày sắp tới, miền Bắc rét đến mức nào và nhiệt độ Hà Nội xuống khoảng bao nhiêu? Hãy cùng chúng tôi theo dõi phần dự báo chi tiết ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Vì vậy, hôm nay, nhiệt độ toàn miền Bắc lại giảm nhẹ. Sáng sớm thứ Ba, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ xuống 9-11 độ C, Hà Nội ở mức 15-16 độ C không còn rét đậm. Sang ngày thứ Tư và thứ Năm, phần lớn miền Bắc chuyển gió đông, đông nam, nhiệt độ và độ ẩm đều tăng. Vào ban ngày thứ Năm, nhiệt độ ở Cao Bằng, Lạng Sơn lên đến 19-20 độ C, Hà Nội và các khu vực lân cận lên đến 25-26 độ C hoặc hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý là buổi sáng sớm vẫn khá lạnh từ 16 đến 17 độ C, người dân đi làm, đi học sớm vẫn nên mặc áo ấm. Từ chiều đến tối thứ Năm, 29 tháng 2, một đợt không khí lạnh nữa sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, gần như toàn miền giảm nhiệt độ. Theo dự báo hiện tại, đây là đợt không khí lạnh tương đối mạnh, khiến các tỉnh thành Đông Bắc, Bắc Bộ rét đậm rét hại. Nhiệt độ xuống mức 7-8 độ C, nhiệt độ trong ngày sẽ không quá 10 độ C. Hà Nội sẽ rét đậm vào sáng sớm, nhiệt độ xuống mức 12-13 độ C, nhưng buổi trưa và chiều có thể lên 17-18 độ C. Đợt rét vào ngày cuối cùng của tháng 2 dự báo sẽ kéo dài khoảng 3 ngày, sang đầu tháng 3, rồi nhiệt độ toàn miền Bắc lại tăng dần. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, năm nay sẽ có sự chuyển pha liên tục của các hình thái thời tiết. El Nino sẽ kết thúc vào tháng 4 và chuyển sang giai đoạn trung tính trong khoảng các tháng 5-6. Sau đó, sự chuyển pha đột ngột sang La Nina từ khoảng tháng 7 và kéo dài đến hết năm. Chính vì vậy, thời tiết sẽ có nhiều biến động và nhiều hình thái thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa dông, lũ lụt và bão nhiều. Về nhiệt độ, miền Bắc và miền Trung khả năng vẫn còn không khí lạnh. Miền Nam duy trì nắng nóng. Sang tháng 4, nền nhiệt tăng đột ngột và duy trì đến hết tháng 7. Nhiệt độ trung bình các tháng ở hầu hết các vùng của Việt Nam sẽ có mức cao hơn từ 0,75 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm trước. Riêng các tháng 5 và tháng 6 sẽ có mức nhiệt cao nhất và không loại trừ khả năng ghi nhận kỷ lục nhiệt độ. Về xu thế mưa, giai đoạn từ cuối tháng 2 đến hết tháng 4 sẽ ít mưa ở phía Tây Bắc. Đây là vùng có nhiều hồ thủy điện lớn và nhỏ và cung cấp lượng điện lớn cho miền Bắc. Do ít mưa trong các tháng 2 đến tháng 5 ở phía Tây Bắc sẽ có thể làm giảm nguồn cấp nước cho các nhà máy thủy điện và khiến công tác điều độ điện gặp khó khăn trong giai đoạn đầu mùa hè. Tiếp nối chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong ngày hôm nay. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Thành phố Vinh trời âm u có mưa, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ. Thành phố Huế có nắng, đôi lúc có thể có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thành phố Đà Nẵng trời âm u, mưa rải rác cả ngày, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Và thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, đôi lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thưa quý vị, tại Hà Tĩnh, tình trạng mưa phùn kéo dài làm hàng ngàn khối đất đá bị sạt lở đổ xuống chắn ngang quốc lộ 8A đoạn qua địa phận huyện Hương Sơn, khiến cho đường đi cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt hoàn toàn. Trước đó, do thời tiết mưa phùn kéo dài khiến hơn 1.000 mét khối đất đá đổ xuống chắn ngang tuyến quốc lộ 8A, đoạn Eo Cô Gái, km 82+300, vụ sạt lở nghiêm trọng làm giao thông qua đây bị tê liệt hoàn toàn. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng biên phòng đã phối hợp với công an, Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng đến điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo, ngăn không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Trung tá Trần Văn Sông, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do thời tiết bất lợi, sương mù dày đặc, đất đá tiếp tục sạt lở nên lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận hiện trường. Hiện tại chúng tôi đang điều động nhân lực và vật lực lên tiếp cận hiện trường để san ủi đất đá, thông xe trên tuyến đường này sớm nhất. Tuy nhiên cũng phải chờ cho hết sương mù, chứ hiện tại rất nguy hiểm. Được biết, quốc lộ 8A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoạn thuộc xã Sơn Kim thường xảy ra tình trạng sạt lở ta luy dương, rất nguy hiểm và gây ách tắc giao thông. Thưa quý vị, như trước đó đã thông tin, một trận động đất có độ lớn 5,8 độ Richter đã làm rung chuyển huyện A Hợp Kỳ ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc, Trung Quốc vào lúc 12 giờ 14 phút giờ địa phương ngày 25 tháng 2. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc mới đây đã thông tin về những ảnh hưởng do trận động đất mang lại.
Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc, tâm chấn của động đất nằm ở vị trí 41,15 độ Vĩ Bắc và 78,41 độ Kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu là 11 km. Trước đó một ngày, một trận động đất có độ lớn 5,3 độ Richter cũng đã xảy ra tại huyện A Hợp Kỳ, thuộc châu tự trị Khắc Tư Lạc Tô của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Cơn địa chấn có độ sâu chấn tiêu 10 km với tâm chấn ở vị trí 41,12 độ Vĩ Bắc và 78,54 độ Kinh Đông. Người dân sống tại các khu vực cách tâm chấn tới 58 km cũng có thể cảm nhận được những rung lắc mạnh do trận động đất này. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay. Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Nam Bộ có mây ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Riêng khu Tây Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc từ 24 đến 27 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C, có nơi trên 18 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 16 đến 19 độ C, phía Nam từ 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 18 đến 21 độ C, phía Nam từ 25 đến 28 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng phía Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, miền Đông từ 35 đến 37 độ C. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày 27 tháng 2. Quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.